Câu 41 có đề bài như sau: cho hàm số f(x) có đạo hàm f phẩy bằng 12 lần x bình phương cộng 2, thỏa mãn f1 bằng 3. Biết f lớn là nguyên hàm của f nhỏ, thỏa mãn f lớn tại 0 bằng 2. Khi đó người ta hỏi mình f lớn tại 1 bằng bao nhiêu? Như vậy thì trong bài này các em thấy là trong đề bài này nó có tới 3 hàm số. Hàm số thứ nhất là f nhỏ, hàm thứ hai là f nhỏ phẩy và hàm thứ ba là f lớn. Như vậy thì để xử lý được bài này chúng ta cần phải tìm được mối liên hệ giữa 3 hàm số này. Mối liên hệ thứ nhất chính là định nghĩa của nguyên hàm. Chúng ta có định nghĩa nguyên hàm của f nhỏ x thì nó sẽ bằng f lớn x cộng c. Tiếp tục, chúng ta lại có thêm một tính chất nữa là nguyên hàm của f phẩy thì nó sẽ bằng fx cộng c. Và trong bài này thì chúng ta sẽ sử dụng hai công thức này để chúng ta tìm cái hàm f lớn. Thứ nhất là thầy thấy trong đề bài nó cho mình biểu thức của f phẩy. Như vậy thì từ đây thầy sẽ tính nguyên hàm của f phẩy, lúc đó mình sẽ được cái hàm fx. Nguyên hàm của f phẩy thì là 12 lần x mũ 3 trên 3. 12 trên 3 là 4 lần x mũ 3 cộng 2x cộng c. Và tiếp theo mình lại có là f tại 1 bằng 3. Tức là từ đây thầy sẽ được 4 nhân cho 1 cộng 2 nhân cho 1 là 6. 6 cộng c bằng 3 thì c bằng trừ 3. Khi mà thầy có c bằng trừ 3 rồi, tức là mình sẽ có hàm số fx bằng 4 lần x mũ 3 cộng 2x trừ 3. Nhưng mà tới đây để sử dụng máy tính Casio để làm cho nhanh thì các bạn có thể làm như sau. Và trước tiên thì thầy sẽ nhắc lại cái công thức tính tích phân trước. Chúng ta có tích phân cận từ A đến B của hàm f nhỏ x dx. Vì theo như công thức nó chính là f lớn x gạch cận từ A đến B. Như vậy thì thầy sẽ thay vào nó chính là fb trừ fa. Do đó từ đây thầy sẽ suy ra được fb, nó chính là tích phân cận từ A đến B của hàm f nhỏ cộng f lớn tại A. Như vậy thì từ đây thầy thấy nè, trong bài này người ta đã cho mình f tại 0 là bằng 2. Như vậy thì cứ hả các em thấy nếu mà đề bài cho là f tại 0 nè, thì cái cận dưới các em cứ đặt cho thầy là 0. Cho nên từ đây thầy suy ra được đề bài đang kêu mình tính f1 thì thầy sẽ tính f1. Nó chính là tích phân cận từ A đến B thì lúc này nó chính là từ 0 cho đến 1. Và trong này là hàm f nhỏ x để cộng cho fa. Fa chính là f tại 0 mà đề bài cho, để cộng cho f0. Và khi đó thì thầy chỉ cần bấm máy tính thôi. Tích phân của hàm f nhỏ x, f nhỏ là 4 lần x mũ 3 cộng 2 x trừ 3. Cận từ 0 đến 1. Trừ 1. Trừ 1 mà các em cộng cho f0 là bằng 2 nữa. Như vậy trừ 1 cộng 2 là bằng 1. Đáp án là câu B. Tương tự như thế, câu số 1 phát triển câu số 41 thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự. Nhưng mà trong bài này thì các em thấy người ta không có cho mình cái mối liên hệ giữa ba hàm số là f lớn, f nhỏ và f nhỏ phẩy. Mà ở đây nó chính là mối liên hệ giữa ba hàm số là f nhỏ phẩy và f2 phẩy. Như vậy thì mình cũng làm tương tự thôi. Bước đầu tiên thầy sẽ tính f phẩy. Và f phẩy thì nó chính là nguyên hàm của hàm số f2 phẩy. 4. E mũ 2x thầy lấy nguyên hàm nó chính là 1 phần 2 nhân e mũ 2x. Như vậy thì 4 nhân cho 1 phần 2 chính là 2 lần e mũ 2x cộng c. Và tiếp tục, đề bài người ta cho mình là f phẩy tại 0 bằng 2. Tức là từ đây thầy sẽ có thì lúc này mình sẽ được f phẩy tại 0 thì thay vào đây thôi. 2 mũ 0 là 1, như vậy 2 cộng c bằng 2, do đó c bằng 0. Như vậy từ đây thầy sẽ suy ra được c bằng 0. C mà bằng 0 tức là hàm số f phẩy x lúc này nó chính là 2 lần e mũ 2x. Và tương tự như thế thì tới đây thầy sẽ tính nhanh luôn. Tích phân ở đây đề bài cho mình là f tại 0. F tại 0 như vậy thầy sẽ để cận 0 ở dưới. Hỏi f tại logarit nơi b của 3 thì thầy sẽ để logarit nơi b của 3 ở trên. Và trong này chính là hàm f phẩy x. Thì tích phân này nó chính là fx gạch cận từ 0 đến logarit nơi b của 3.
và nó chính là f tại logarithm của 3 trừ f0. Do đó từ đây thầy sẽ suy ra được f tại logarithm của 3 nó chính là bằng tích phân và cộng cho f0. Và khi đó thì mình chỉ cần nhập vào trong máy tính thôi. Thầy có tích phân của f phẩy. Chỗ này là tích phân của f phẩy nha em. Tích phân của f phẩy chính là tích phân của 2 lần e mũ 2 x. Cận từ 0 đến logarithm của 3. Cộng cho f tại 0. F tại 0 thì đề bài cho là bằng 0 lại khỏi luôn. Bằng 8 thì kết quả này là bằng 8. Đáp án là câu D. Tiếp theo câu số 2 vẫn là một câu sử dụng tính chất của nguyên hàm. Cho hàm số bit thỏa mãn f1 bằng 2 và biểu thức f bình x trên x bình phương tất cả đạo hàm bằng 1. Như vậy thì tới đây em thấy nó lại có cái dạng là f đạo hàm. Như vậy thì để mà tìm cái hàm ở trong này thì thầy sẽ lấy nguyên hàm hai vế. Khi mà mình lấy nguyên hàm hai vế thì mình sử dụng công thức bên này. Cái thảo nguyên hàm của có cái hàm nào đó có cái dạng là f phẩy thì nguyên hàm của f phẩy nó chính là fx cộng c. Do đó ngay chỗ này thầy sẽ được. Câu số 2 thầy sẽ lấy nguyên hàm hai vế. Thì khi đó mình sẽ được f bình phương x tất cả trên x bình phương. Bên đây chính là nguyên hàm của 1 và nguyên hàm của 1 là bằng x. Sau đó thầy cộng c vào. Như vậy thì từ đây thầy sẽ suy ra được f bình phương x. Nó sẽ bằng x mũ 3. Thầy nhân x bình phương lên x mũ 3 cộng cho c nhân x bình phương. Ta có. Đề bài cho f1 bằng 2. F1 mà bằng 2, tức là f tại 1 mà bình phương lên thì nó sẽ thành 4. 1 thay vào đây là 1 mũ 3 là thành 1. Cộng c. Như vậy thì mình sẽ suy ra được c bằng 3. Khi mà thầy có c bằng 3 rồi, tức là mình sẽ được hàm số f bình phương x. Nó sẽ bằng x mũ 3 cộng cho 3 lần x bình phương. Mà người ta nói là hàm số fx này là nhận giá trị dương trên nửa khoảng từ 1 cho đến cộng vô cùng. Như vậy thì thầy sẽ khai căn bậc 2 ra. Thầy sẽ được hàm số fx. Thầy lấy căn lên, nó chính là căn của x mũ 3 cộng 3 lần x bình phương. Khi đó, đề kêu chúng ta tính f tại 2. Thì mình sẽ được f tại 2, nó chính là 2 mũ 3 là thành 8. 2 bình là thành 4, 4 x 3 là 12, như vậy 8 cộng 12 là căn của 20. Căn 20 là bằng 2 căn 5. Đáp án là câu A. Tiếp theo câu số 3, cho hàm số fx xác định trên r bỏ đi 2 thỏa mãn f phẩy bằng 3x trừ 1 trên x cộng 2 và hai điều kiện f0 bằng 1 và f tại trừ 4 bằng 2. Hãy tính giá trị của biểu thức f2 cộng f trừ 3. Trong bài này thì các em thấy là người ta nhận cho mình duy nhất một biểu thức là f phẩy. Do đó khi mà mình áp dụng công thức giống như trên thì mình sẽ được hàm số fx. Thì nếu mà mình ra được hàm số fx thì ở phía sau mình sẽ có duy nhất là một cái hằng số c thôi. Mà nếu mà có một cái hằng số c thì tại sao người ta lại cho mình ở đây là tới hai điều kiện là f tại 0 và f tại trừ 4. Như vậy thì chắc chắn là f tại 0 và f tại trừ 4 này nó sẽ làm cho các em tìm được hai cái hằng số c. Và mình muốn biết nó có phải là hai cái hằng số c hay không thì mình sẽ quay lại mình xem cái tập xác định. Ở đây chắc chắn rằng là f tại 0 và f tại trừ 4 này thì cái số 0 và số trừ 4 nó sẽ nằm ở một số là nó nằm ở bên cái khoảng này và một số là nằm ở bên cái khoảng kia. Thì ở đây tập xác định của mình là từ r bỏ đi 2, có nghĩa là nó sẽ chia cái trục số thực ra là thành từ trừ vô cùng đến 2 và từ 2 cho đến cộng vô cùng. Như vậy thì chúng ta có f0, f0 tức là bé hơn 2 nhưng nằm bên trái. Tiếp tục f trừ 4 thì lại là bé hơn 2 nằm bên trái. Như vậy thì cái đề này. Cái tập xác định là chỗ này thầy đánh bị thiếu rồi. Mình có hàm f phẩy là bằng 7 trừ 1 trên x cộng 2. Thì tập xác định của nó là phải là r bỏ đi trừ 2. R bỏ đi trừ 2 thì mới đúng. Và khi đó chúng ta sẽ có số 0 này chính là lớn hơn trừ 2 và trừ 4 là bé hơn trừ 2. Do đó nó sẽ nằm hai bên. Như vậy thì chỗ này mình sẽ tính thôi. Câu số 3. Thầy có f phẩy fx
chính là nguyên hàm của f phẩy là nguyên hàm của 3x trừ 1 trên x cộng 2. Để tính được nguyên hàm của hàm số này thì các bạn có thể là lập phép chia đa thức, là mình sẽ lấy cái tử mình chia cái mẫu. Và nếu mà không muốn chia thì chúng ta vẫn có thể tách ra như sau. Ở đây thầy sẽ lấy là hệ số đứng trước x là 3 này. Hệ số tự do phía dưới là 2, như vậy thầy lấy 3 nhân 2 là thành 6. Thành 6 thì lúc đó thầy sẽ thêm ở trên tử thành cộng 6, mình sẽ được 3x cộng 6. Và nếu là 3x cộng 6 thì muốn thành trừ 1 thầy phải trừ ra 7. Như vậy thì 3x cộng 6 thầy đặt số 3 ra ngoài, ở trong nó chính là x cộng 2. Và sau đó là thầy trừ cho 7. Tất cả trên x cộng 2. Để x. Nguyên hàm này mình có thể tách ra thành hai cái phân thức thôi. Phân thức thứ nhất là bằng 3. Phân thức thứ hai là trừ 7 trên x cộng 2. Lúc đó mình sẽ lấy nguyên hàm. Nó chính là 3x trừ 7 lần logarithm 3 của trị tuyệt đối x cộng 2. Và cộng cho hàm số C. Như vậy thì tới đây thầy sẽ thấy mình đã xuất hiện cái trị tuyệt đối của x cộng 2. Như vậy thì với ứng với cái điều kiện là x bằng 0, f0 bằng 1, tức là x đang bằng 0. Thì nếu mà x đang bằng 0 có nghĩa là x nó sẽ lớn hơn trừ 2. Như vậy thì thầy sẽ chia cái tập xác định ra làm 2. Với x lớn hơn trừ 2 thì chúng ta đang có f0 bằng 1. Tức là thầy sẽ có 3 nhân 0 trừ cho 7 lần logarithm này 3 của 2 cộng c bằng 1. Như vậy từ đây thầy sẽ tìm được c. C chính là 1 cộng cho 7 lần logarithm này 3 của 2. Như vậy thầy đánh dấu ở đây là C1. C1. Khi đó hàm số f(x) trong trường hợp này nó chính là 3x trừ 7 lần logarithm này 3 của trị tuyệt đối x cộng 2 cộng C1 là cộng cho 1 cộng 7 lần logarithm này 3 của 2. Trường hợp còn lại x bé hơn trừ 2 thì chúng ta có điều kiện f tại trừ 4 bằng 2. Tức là từ đây thầy sẽ được 3 nhân trừ 4 là trừ 12 trừ cho 7 lần logarithm này 3. Trừ 4 cộng 2 là trừ 2, lấy trị tuyệt đối là bằng 2. Cộng C2. Bằng 2. Từ đây mình sẽ tìm được C2, 14 cộng 7 lần logarithm 3 của 2. Khi đó chúng ta sẽ tìm được hàm số f(x) trong trường hợp này chính là 3x trừ 7 lần logarithm 3 của trị tuyệt đối x cộng 2 cộng C2 là cộng 14 cộng 7 lần logarithm 3 của 2. Khi đó đề bài yêu cầu chúng ta tính giá trị của biểu thức F2 cộng F của trừ 3. Như vậy mình sẽ được F2 cộng F của trừ 3. Thì F2 tức là mình sẽ sử dụng hàm số ở trên, mình sẽ được 3 nhân 2. Và chỗ này thì chúng ta sẽ bấm máy tính luôn. F2 thì thầy sử dụng công thức ở trên này, 3 nhân 2 là thành 6 trừ cho 7 lần logarithm 3 của 4 cộng 1 cộng 7 lần logarithm 3 của 2. F tại trừ 3 thì mình sẽ được 3 nhân trừ 3 là trừ 9 trừ cho 7 lần logarithm 3 của trừ 3 mà cộng cho 2 là thành trừ 1, lấy trị tuyệt đối lên, như vậy là logarithm 3 của 1 thì nó bằng 0, chỗ này mất luôn, cộng 14 cộng cho 7 lần logarithm 3 của 2, 12. Thì lại kết quả chính là 12. Do đó các em sẽ chọn đáp án là câu A.